Xin chào các bạn, hôm nay mình review bộ sản phẩm mới mua nhà bên Sống Dành Nồi nha các bạn. Đây mình vui hộp rồi, camera hành trình. Cái này nhiều anh em review rồi đó, mình cũng nói sơ qua thôi. Đó các bạn, đặc biệt bản này là bản có tiếng Việt, mình mua kèm với lại được tặng một cái đốc sạc đôi với một cục pin. Đây là trong máy có pin nha các bạn. Video mình nhanh rõ. Mình mua kèm với cái micro nha các bạn. Đây là cái dây micro của XC2, hỗ trợ micro để cho tiếng âm thanh tốt hơn. Theo nhà khuyến cáo là cái khi mà mình lắp đặt cài đặt cái tai nghe này nha các bạn, là mình phải tắt máy nha, tắt máy rồi mình ghim vô là cái micro cài áo này là nó mới hiệu quả. Buổi sáng hơi chá nắng xíu các bạn thông cảm nha. Đó, bộ sạc cái cam 2 này là phiên bản mới nhất này, hỗ trợ thẻ nhớ là 128 GB, phiên bản có tiếng Việt nha các bạn. Giá là Sống Dành Nồi là 2.550.000. Dạ, phiên bản có tiếng Việt nha các bạn. Dạ, cái tay nghe này là 300 350, mà mình mua kèm là được tặng bớt 50k, là còn 300. Tổng chi phí thiệt hại là 2.850.000. Phiên bản có tiếng Việt nha các bạn. Thấy không? Bạn coi rõ không? Độ phân giải quay lặp lại nè. Ngày tháng này thấy không? Này là chống rung. Thời gian số một tên model này cài đặt ngày giờ tự động tắt nguồn màn hình chờ. Phiên bản mới này hỗ trợ thẻ nhớ 128 GB nha các bạn, nó cũng vậy nhưng mà hỗ trợ 128 GB chống rung. Giờ là chế độ độ phân giải. Độ phân giải là mình để mình cài là 1080/60. Này, độ phân giải 4K. Thông thường mình xài là mình chỉ chỉnh vô. Mình xài cái mức này 1080/60. Rồi, ok. Rồi các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha, để mình video sau mình sẽ review nó, độ phân giải của nó, như là mình thử cái mic tai nghe này có xịn sò không nha các bạn. Đây được tặng pin, này là pin được tặng kèm với một cái đốc sạc, nó cũng đầy đủ phụ kiện các bạn. Này mình tháo ra rồi nè, này mình mới nhận hàng hồi chiều, mới lột ra rồi. Phụ kiện này cũng vậy thôi. Cũng đi đông, cũng miếng dán ba em. Đây, miếng cong. Miếng bằng mình dán lên cái đầu đèn xe nha các bạn. Đó, đây là chọn bộ đây là hành trình XC2. Đây là quá đơn nha các bạn, Sống Channel. Đây tổng thiệt hại 2.850.000.
này là bảo hành được 15 tháng các bạn. Đó đó, phiếu bảo hành sống trên nào, mọi thắc mắc gì các bạn để lại comment bên dưới nha, mình sẽ test cái độ phân giải video 4K với lại cái full HD 1080 độ chống rung những video trong những video tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha, bấm nút theo dõi nha các bạn, nhấn chuông nha để nhận được thông báo đi nha, có video mới nhất các bạn. Đây là toàn bộ dụng cụ cô rõ ràng hết cho các bạn xem, full phụ kiện. Rồi chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Rồi bye bye, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại video tiếp theo các bạn. Chúc các bạn nhiều sức khỏe.